Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50 đến 60%. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6. Ngày và đêm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Dự báo mưa dông ở những khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có thể khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C, vùng núi có nơi trên 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bắt đầu từ ngày hôm kia, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ, ngày hôm nay nắng nóng mở rộng ra Trung Bộ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài tới những ngày đầu tháng 6 ở Bắc Bộ và ở Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế bên ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Thời điểm này, Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt, mức nhiệt cao ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt người dân, song những người lao động ngoài trời như người bán hàng rong, xe ôm, công nhân xây dựng và vệ sinh môi trường vẫn phải làm việc dưới nắng nóng để mưu sinh. Để đề phòng say nắng, sốc nhiệt, bác sĩ chuyên khoa 1 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khi chỉ số nhiệt lên cao, tốt nhất người dân nên ở trong môi trường có không khí mát mẻ. Trường hợp phải ra ngoài nắng nóng, người dân lưu ý bổ sung các loại nước trái cây giúp giảm nhiệt độ cơ thể. Mặc quần áo thoáng mát, thoải mái, sáng màu và đội mũ rộng vành. Sử dụng kem chống nắng có chỉ số chống nắng SPF từ 30 trở lên. Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung khi tập thể dục hoặc làm việc ngoài trời. Trong khi tập thể dục cứ sau 20 phút, nên uống thêm 250ml nước ngay cả khi không cảm thấy khát. Tránh các chất lỏng có chứa caffeine hoặc rượu vì các chất này có thể khiến tình trạng mất nước trở nên trầm trọng hơn. Người dân không nên uống viên muối khi chưa có chỉ định của bác sĩ, hạn chế ra ngoài đường khi thời tiết nắng nóng, tạo không gian thoáng mát trong nhà, buông rèm cửa, che chắn ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng vào thời điểm nóng nhất trong ngày.
theo bản tin dự báo thời tiết hồi 23 giờ ngày hôm qua của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, gọi tắt là PAGASA, cho biết bão Mawa cách Pasito, bang Panates, 385 km về phía đông hoặc cách Cagayan, 440 km về phía đông. Bão tiếp tục tăng cường gió mùa Tây Nam Habakkuk. Mặc dù có khả năng tăng tốc nhẹ trong 12 giờ tới, nhưng bão Mawa được dự báo sẽ di chuyển chậm trong khoảng thời gian từ tối qua đến ngày mai khi nó chuyển hướng nhiều hơn về phía bắc trên vùng biển phía đông Batanes. PAGASA cho biết trong bản tin bão mới nhất lúc 23 giờ ngày hôm qua, dự báo bão Mawa sẽ tăng dần tốc độ về phía bắc đông bắc vào ngày kia, sau đó về phía đông bắc ngày hôm sau và có khả năng rời khỏi khu vực trách nhiệm gọi tắt là PGA của Philippines vào cùng ngày. Mawa cũng có thể suy yếu vào cuối ngày thứ 6 hoặc đầu ngày thứ 7 này do nước biển mát hơn và sự xâm nhập của không khí khô. Hơn 4.800 người được sơ tán, trường học và văn phòng đóng cửa và các chuyến bay bị dừng ở Philippines khi bão Mawa tiến gần hơn đến nước này. Bão Mawa hiện được người dân địa phương gọi là Betty, dự kiến sẽ di chuyển về phía Tây Bắc sau khi nhích gần Philippines trong 2 ngày tới. Cơ quan thời tiết nước này cho biết trong bản cập nhật lúc 17 giờ ngày hôm nay theo giờ địa phương, cơn bão vẫn được coi là siêu bão trong hơn 60 giờ vào tuần trước. Dự kiến nó sẽ di chuyển chậm hoặc gần như đứng yên từ ngày mai hoặc ngày kia. Bão di chuyển với tốc độ 10 km/h theo hướng Tây Bắc và được dự đoán sẽ tránh đổ bộ trực tiếp vào Philippines. Hiện cơn bão có sức gió duy trì tối đa là 155 km/h, gần tâm và gió giật lên tới 190 km/h, giảm đáng kể so với cường độ của nó vào tuần trước. Tuần trước, Mawa đã tàn phá lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ với gió mạnh và mưa lớn gây lũ lụt, thiệt hại tài sản trên diện rộng và gây mất điện. Trong khi đó, một cảnh báo mới, cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA cho biết các khu vực ven biển phía nam của Nhật Bản có thể hứng chịu biển động, thủy triều dâng cao, gió dữ dội và mưa xối xả khi bão Mawa tiến đến tỉnh Okinawa của nước này. Bão Mawa hiện đang có quỹ đạo di chuyển về phía bắc từ phía đông Philippines, được dự báo sẽ di chuyển đến gần Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản trong những ngày tới. Cơn bão này dự kiến sẽ tiến gần hơn đến quần đảo Sakishima, ngoài khơi đảo chính Okinawa, cách Đài Loan 360 km từ ngày mai. GMA cho biết mưa lớn dự kiến sẽ làm ngập cả miền Đông và miền Tây Nhật Bản trong những ngày tới. Trên đảo chính Okinawa, những cơn sóng được dự báo dâng cao tới 5m và cao tới 7m ở gần quần đảo Sakishima. GMA cảnh báo người dân tiếp tục cảnh giác với sạt lở đất và lũ lụt ở các vùng trũng thấp. Ngoài ra, họ cho biết có khả năng sét đánh liên quan đến cơn bão. Trong một cảnh báo mới, cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA cho biết các khu vực ven biển phía nam của Nhật Bản có thể hứng chịu biển động, thủy triều dâng cao, gió dữ dội và mưa xối xả khi bão Mawa tiến đến tỉnh Okinawa của nước này. Quỹ đạo của siêu bão Mawa hiện đang di chuyển từ phía đông Philippines lên hướng bắc Thái Bình Dương, dự báo sẽ đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản trong những ngày tới. Cơ quan khí tượng Philippines PAGASA dự báo bão Mawa bắt đầu suy yếu khi di chuyển và gặp vùng nước lạnh hơn. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển chậm của bão đang khiến các chuyên gia khí tượng lo ngại về khả năng bão sẽ mắc kẹt trong khu vực, ảnh hưởng đến thời tiết ở cả Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản trong vài ngày tới. Cơn bão mạnh dự kiến sẽ tiến gần hơn đến quần đảo Sakishima, ngoài khơi đảo chính Okinawa, Nhật Bản và cách Đài Loan, Trung Quốc 360 km từ ngày mai. Mặc dù đã suy yếu dần trong vài ngày qua, bão Mawa vẫn có sức gió 155 km/h và giật lên tới 190 km ở gần tâm bão. Hiện bão Mawa đang di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/h. Cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA cho biết dự báo mưa lớn sẽ gây ngập cả miền Đông và miền Tây Nhật Bản trong những ngày tới. Dự báo sóng cao tới 5m trên đảo chính Okinawa và cao tới 7m gần quần đảo Sakishima. Nhật Bản cũng cảnh báo người dân cần cảnh giác sạt lở đất và lũ lụt ở các vùng trũng thấp, đồng thời cần cảnh giác với sét đánh xảy ra trong bão vài ngày tới. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.